Hàng ngày, mỗi bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân. Mỗi tháng, hàng chục nghìn hồ sơ giám định bảo hiểm y tế được chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Công đoạn nhập liệu thủ công, sao chép theo cách truyền thống đã làm việc quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn và không tránh khỏi những sai sót. Đáp ứng nhu cầu minh bạch hóa chi phí khám chữa bệnh, nâng cao độ chính xác, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quốc gia về khám chữa bệnh, Viettel đã phát triển các giải pháp đồng bộ trong quản lý y tế, bao gồm hệ thống y tế xã phường, hệ thống quản lý bệnh viện và hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Hệ thống HISONE bao gồm hai phân hệ: HISONE hệ thống y tế xã phường và HISONE hệ thống quản lý bệnh viện. Mạng lưới y tế cơ sở bao gồm tuyến huyện, tuyến xã là xương sống của hệ thống y tế Việt Nam. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội. Với hệ thống y tế xã phường HISONE, các y bác sĩ dễ dàng kiểm tra lịch sử khám bệnh của bệnh nhân trên hệ thống, phục vụ đắc lực cho công tác kiểm tra theo dõi. Tất cả thông tin khám bệnh được lưu lại trên hệ thống, bao gồm tình trạng bệnh, đơn thuốc, chi phí. Dữ liệu dễ dàng được chuyển đến trung tâm y tế huyện và sở y tế theo dõi, đồng thời liên thông với hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. HISONE bao gồm hai phân hệ khám chữa bệnh tuyến xã, phường và phân hệ quản lý bệnh viện tuyến huyện. Phân hệ khám chữa bệnh tuyến xã, phường bao gồm các chức năng quản lý khám bệnh, quản lý dược, quản lý hệ thống, quản trị danh mục, báo cáo ngành y, quản lý xét nghiệm và quản lý chẩn đoán hình ảnh. Hệ thống giúp quản lý tập trung các nghiệp vụ của tuyến y tế cơ sở trên cùng một hệ thống như khám bệnh, tiêm chủng, dược, vật tư y tế, báo cáo ngành y. Đồng thời tổng hợp số liệu, chỉ tiêu thống kê hợp nhất 4 cấp từ cấp xã phường đến quận huyện, đến tỉnh thành phố, đến Bộ Y tế một cách nhanh chóng và chính xác. Tự động tổng hợp các sổ sách, biểu mẫu, báo cáo bảo hiểm xã hội theo mẫu 79802021. Giảm thời gian viết tay, tiến tới sử dụng sổ sách điện tử và kết nối với hệ thống tiếp nhận yêu cầu giám định một cách nhanh chóng. Với mục tiêu mang đến những giá trị và lợi ích cho cộng đồng xã hội, Viettel đã phát triển hệ thống quản lý bệnh viện HISONE dành cho các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên. Giải pháp tối ưu hiệu quả hoạt động của bệnh viện, tiết kiệm thời gian xử lý của các bộ phận và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Sau khi quét thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh, các thông tin được cập nhật lên phần mềm quản lý bệnh viện HISONE. Hệ thống trả về hợp lệ về số lần sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Phân luồng bệnh nhân hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian cho người bệnh. Toàn bộ thông tin khám chữa bệnh của bệnh nhân nhanh chóng được cập nhật trên phần mềm và được xử lý trên quy trình khép kín, bảo mật, an toàn và nhanh chóng. Từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi, áp lực, nâng cao tính hiệu quả và thuận tiện cho cả bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và bác sĩ. Hệ thống hỗ trợ đồng nhất từ khâu tiếp nhận, khám bệnh, quản lý xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, theo dõi khám nội trú và quản lý dược, vật tư. Đồng thời với phân hệ hỗ trợ, các bệnh viện dễ dàng quản lý hàng đợi của bệnh nhân, tránh tình trạng ùn tắc và quản lý nhân sự tiền lương tại bệnh viện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý bệnh viện đã giúp cán bộ y tế tiết kiệm 30% thời gian. Phân hệ quản lý bệnh viện tuyến huyện tiếp nhận các thông tin, dữ liệu từ phân hệ quản lý khám chữa bệnh tuyến xã phường, sau đó tổng hợp và chuyển dữ liệu đến hệ thống thanh toán bảo hiểm y tế quốc gia C1. Khi bệnh viện nhập dữ liệu về quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân trên hệ thống tiếp nhận yêu cầu giám định bảo hiểm y tế, hồ sơ đề nghị thanh toán ngay lập tức được gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế C1 xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo cho bệnh viện và cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật, theo dõi thông tin khám chữa bệnh nhanh chóng và chính xác. Thông qua hệ thống, mọi công tác gửi yêu cầu giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện sẽ được thực hiện một cách trực tuyến, nhanh chóng và đồng bộ. Thực hiện liên thông từ tuyến xã đến tuyến huyện. Sau khi tuyến xã gửi mẫu 03 lên tuyến huyện sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và gửi đề nghị thanh toán, nhận kết quả giám định từ hệ thống giám định. C1 giúp các giám định viên và cơ quan bảo hiểm xã hội đánh giá chi phí giám định cho từng bệnh viện một cách chính xác với luồng quy trình chặt chẽ, khép kín và bảo mật. Hồ sơ sẽ được hệ thống giám định điện tử dựa trên các quy tắc và tiêu chí như thông tin hành chính, chi phí thuốc, vật tư y tế, nhanh chóng chỉ ra những sai sót của hồ sơ,
giúp các nhân viên bảo hiểm xã hội tiết kiệm thời gian và tập trung cho các công tác giám định chuyên sâu khác. Hơn nữa, các chỉ số CA tích hợp, các tài liệu sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch. C1 giúp bệnh viện kịp thời theo dõi toàn bộ tiến trình giám định hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua tin nhắn và website nhờ ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp viễn thông. Chúng tôi tin tưởng hệ thống sẽ tạo nên bước đột phá mới nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đây chính là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quốc gia về khám chữa bệnh, phục vụ công tác báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong tương lai. Sáng tạo, chúng tôi thay đổi ngày mai.